vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm nghe giọt nắng phai. Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối, em đã xa rồi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời. Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu. Loa Bass 30 chúng ta nên chọn BMB 900 SE hay JBL Passion 12 hay BIK 999X. Dạ vâng, thưa quý vị, trong các thương hiệu loa karaoke nổi tiếng trên thế giới, chúng ta có BMB, JBL hay BIK, thì có 3 model loa nổi bật cũng như là chất lượng nhất của 3 thương hiệu này. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hành so sánh 3 mẫu loa đầu bảng thuộc 3 thương hiệu loa karaoke nổi tiếng đó để tìm ra đâu là mẫu loa karaoke chúng ta nên chọn, quý vị nhé. Dạ vâng, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành so sánh mọi mặt của 3 dòng loa ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta chắc chắn là sẽ phải so sánh một chút về vẻ bên ngoài cũng như là mặt thiết kế, đúng không ạ? Thiết kế của đầu tiên là dòng BMB 900 SE. Đây là một phiên bản kỷ niệm của dòng BMB. Có mặt logo rất là đẹp, được sơn màu vàng cùng với mặt e-căng được phủ một lớp vải. Gỗ thì được làm bằng gỗ MDF, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy một sự thiết kế củ loa. Bao gồm 3 củ loa, quý vị nhé. Bao gồm 3 củ loa, dòng loa Bass 30 thì mặt thiết kế khá là đẹp. Hữu Duy đánh giá là có hai điểm nhấn đó, hai điểm nhấn hai bên trông khá là bắt mắt. Sẽ bao gồm 3 củ loa, quý vị nhé, củ loa Bass 30 cùng với một củ loa mid và một củ loa chép đều có đường kính là 8 cm. Đó, đó là mặt thiết kế của dòng loa BMB 900 SE, một thiết kế có thể nói là khá ổn. Hữu Duy đánh giá khá cao về hai củ loa màu vàng này, nhìn rất đẹp, đúng không ạ? Đó, trông khá là bắt mắt. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một phong cách của thương hiệu BIK với model là 999X. Cũng sở hữu là 5 củ loa, sở hữu 5 củ loa hơn dòng BMB, quý vị nhé. Hơn dòng BMB, 5 củ loa sẽ là một củ loa Bass 30 và 4 củ loa chép. Đó, có 4 củ loa chép, có đường kính là 7,7 cm. Rồi, còn về thiết kế thì hữu sự đánh giá cũng rất cao, bởi vì thứ nhất là logo đẹp. Đó, logo đẹp này, được sơn màu vàng đồng cùng với hai thanh, đó, hai thanh nhôm được nẹp và có thể phân chia ra chiếc loa của chúng ta ra làm 3 phần tách bạch. Nó rất là tách bạch và rõ ràng, giống như tính cách của những người Nhật Bản. Đó, và chúng ta sẽ có mặt e căng được làm bằng thép không gỉ cũng như là sơn một lớp sơn tĩnh điện bên ngoài, và vỏ chắc chắn rồi được làm bằng gỗ MDF cao cấp. Đó là mặt thiết kế của dòng BMB rồi này, BIK rồi này, và cuối cùng sẽ là thiết kế của chiếc một đôi loa JBL Passion 12. Thiết kế của dòng JBL Passion 12 này, Hữu Duy chỉ đánh giá khoảng 3 từ thôi: sang, xịn, mịn. Rất là sang, xịn, mịn, đúng không ạ? Bởi vì thứ nhất là bo viền bên trên bên dưới của chúng ta đều là màu vàng, nhìn rất là sang này. Mịn ở chỗ là nó không có một góc cạnh nào sắc nhọn cả, quý vị nhé. Không có một cạnh nào gấp mà nó bo tròn cả mặt e căng luôn. Mặt e căng của chúng ta thì cũng được làm từ kim loại và sơn một lớp sơn tĩnh điện bên ngoài. Và logo, đặc biệt logo JBL, nó có thể phát sáng, quý vị nhé. Khi đánh đủ công suất nó sẽ phát sáng. Đôi loa Passion 12 sẽ bao gồm 5 củ loa, một củ loa Bass 30 cùng với 2 củ loa chép, 2 củ loa mid đều có đường kính là 7,6 cm. Luận điểm này, chúng ta đánh giá về thiết kế của cả 3 dòng loa thì Hữu Duy cảm thấy mình có xu hướng nhẹ nhàng, cũng như là có một cái gì đó nó rất là nhẹ nhàng, trìu mến, thì Hữu Duy sẽ thích đôi loa JBL Passion 12 này nhỉnh hơn một chút, bởi vì nó có một cái sự nhẹ nhàng và một sự êm đềm khi chúng ta nhìn vào mặt e căng của đôi loa. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với mặt thông số kỹ thuật ở bên trong, như là công suất, độ nhạy hay là tần số đáp tuyến, quý vị nhé.
Và vừa nãy thì chúng ta đã so sánh với nhau về mặt thiết kế và số lượng củ loa rồi. Thiết kế thì cũng rất là khó để có thể đánh giá được đâu là dòng loa đẹp nhất, bởi vì mỗi người một ý, mỗi người có một cá tính riêng biệt khác nhau. Hữu Duy thì thích những cái dòng nó nhẹ nhàng và nhìn nó thanh thoát như là dòng JBL Passion 12. Còn có những người, có những anh chị thích những sự rõ ràng, tách bạch như là dòng của BIK, hoặc là thích sự hầm hố một chút của dòng BMB 900SE. Đó là những đánh giá về thiết kế riêng của mỗi người. Hữu Duy không can thiệp quá nhiều, nhưng Hữu Duy chỉ nêu quan điểm cá nhân của mình là dòng Passion 12, Hữu Duy thích thiết kế của nó. Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến về sức mạnh bên trong của ba dòng loa ngày hôm nay. Đối với dòng JBL Passion 12 có mức công suất là 250W và đạt đỉnh lên đến 1000W. Độ nhạy sẽ là 91 dB. Và chúng ta đã có một video nói về loa công suất to chưa chắc đã kêu to, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải đánh giá về độ nhạy 91 dB đối với một đôi loa Bass 30 của thương hiệu JBL. Và những giải tần số đáp tuyến, tần số đáp tuyến sẽ đáp ứng được những giải từ 45Hz cho đến 18.000Hz. Đó là những thông số của dòng loa JBL Passion 12. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với thông số của dòng BIK 999X. Sở hữu cho mình mức công suất là 350W, đạt đỉnh lên đến 1400. Và đặc biệt là có độ nhạy lên tới 95 dB, quý vị nhé. Nhỏ mà rất có võ, 95 dB. Và giải tần số đáp tuyến từ 35Hz cho đến 20.000Hz. Rất là rộng đối với một đôi loa Bass 30 của thương hiệu BIK. Đó. Và cuối cùng sẽ là thông số của dòng loa BMB 900SE. Đối với đôi loa Bass 30 này thì có mức công suất lớn hơn so với hai người bạn bên cạnh, thì sẽ có mức công suất là từ 500 cho đến 1200W. Độ nhạy là 91 dB. Độ nhạy thì lại nhỏ hơn so với của BIK 999X một chút, quý vị nhé. Tần số đáp tuyến của dòng BMB 900SE sẽ là từ 40Hz cho đến 20.000Hz, quý vị nhé. Và một điểm nữa chúng ta sẽ phải đánh giá trong video này, đó là về mức giá của cả ba dòng loa ngày hôm nay. Đối với dòng loa BMB 900SE hiện tại đang có mức giá tốt tại Bảo Châu Elec là 20.290.000 đồng. Vâng, với mức giá, Hữu Duy đánh giá là cũng khá cao một chút so với phân khúc Bass 30 loa 5. Còn đối với BIK, chúng ta sẽ có một mức giá dễ chịu hơn rất là nhiều. BIK 999X đã có mức giá là 9.490.000 đồng. Dễ chịu hơn rất nhiều so với BMB, đúng không ạ? Cùng đồng hương với nhau, nhưng mà anh có thể nói là hơi đắt một chút, nhưng mà BIK một mức giá cực kỳ phải chăng, nhưng mà thông số rất là ổn, quý vị nhé. Công suất 350W cũng như là độ nhạy lên tới 95 dB, có thể nói là khủng nhất trong cả ba dòng loa ngày hôm nay. Rồi, còn của JBL Passion 12 sẽ có mức giá là 14.784.000. Đó, một mức giá có thể nói là cũng khá ổn trong phân khúc Bass 30 Cola Karaoke của thương hiệu JBL Passion 12. Và thời gian bảo hành cũng rất là quan trọng đối với một dòng loa. Chúng ta sẽ có thời gian bảo hành của cả ba dòng loa sau đây. JBL sẽ là 1 năm, BIK sẽ là 3 năm chính hãng, quý vị nhé. Cùng với BMB sẽ là 1 năm chính hãng và 1 năm tại cửa hàng Bảo Châu Elec. Và vừa rồi Hữu Duy cũng đã đánh giá những đặc điểm về cả ngoại thất cũng như là nội thất của bên trong, sức mạnh bên trong của cả ba dòng loa ngày hôm nay. Vậy thì quý vị sẽ có thể tự mình đưa ra được những đánh giá riêng, và hãy comment phía dưới giúp Hữu Duy để có thể bàn luận cùng Hữu Duy nhé. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần quan trọng nhất của video ngày hôm nay, đó là phần test thử chất tiếng của cả ba dòng loa ngày hôm nay, BMB, JBL và BIK, để xem chất tiếng dòng nào sẽ là hay nhất và đáng lựa chọn nhất. Dạ vâng thưa quý vị, và ngay bây giờ Hữu Duy sẽ tiến hành hát thử một bài hát trên cả ba bộ loa ngày hôm nay. Hữu Duy sẽ hát bài Riêng Một Góc Trời thông qua JBL, BIK và BMB. Đầu tiên sẽ là BIK trước đỉnh bởi vì nó ở giữa. Vào đây Hữu Duy đang sử dụng ghép với combo cục đẩy vang số và micro, cục đẩy của RCF với model IP-S2700, hai kênh mỗi kênh 700W, vang số JBL KX180 và mic VM200 của thương hiệu của JBL. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm chất âm của cả ba dòng loa ngày hôm nay. Và ở đây Hữu Duy không ép thêm sub quý vị nhé, để chúng ta cảm nhận rõ nhất chất âm của riêng đôi loa mà thôi. Đó.
Và Hữu Duy sẽ hát này, cũng như là mở một số những bản nhạc mở sẵn để chúng ta có thể trải nghiệm rõ nhất chất âm. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tiến hành thử nhạc nhé. Và ngay bây giờ sẽ là bài Riêng Một Góc Trời. Hữu Duy sẽ mở effect lên. Lên 1, 2, 3, 4, 5. Đó, tiếng vợp rất là sáng quý vị nhé. Giữa một góc trời của ca sĩ Tuấn Ngọc. BK999X quý vị nhé. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Nhẹ vương theo gió, gió mang cơ thể xa rời chốn xưa. Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ. Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắn hiểu tình tôi. Một mai em nhé, xa xa nơi này, thương hình dáng ai. Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai. Đời như sương khói, mơ hồ trong bóng tối. Em đã xa rồi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời. Người yêu dấu ơi, khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây, nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay. Đôi nơi là hạnh phúc xa rời. Người ơi. Và ngay bây giờ Hữu Duy sẽ thử trên bộ đôi loa JBL Passion 12. Và cũng như thường lệ thì Hữu Duy sẽ tăng effect lên. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Bằng mức effect mà vừa rồi Hữu Duy thử với BK quý vị nhé. Và giờ sẽ là Riêng Một Góc Trời. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Nhẹ vương theo gió, gió mang cơ thể xa rời chốn xưa. Tình như là úa trong nỗi nhớ. Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hát hiu tình tôi. Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai. Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai. Đời như sương khói, mơ hồ trong bóng tối. Em đã xa rồi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời. Người yêu dấu, người yêu dấu ơi, khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây, nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với cặp loa BMB 900 SE quý vị nhé. Rồi, và Hữu Duy cũng sẽ mở tiếng effect lên.
bằng với mức độ effect của dòng BIK và JBL. Lúc 1, 2, 3, 4, 5. Lúc 1, 2. Đó là chất tiếng quý vị nhé. Giờ sẽ là Riêng Một Góc Trời của ca sĩ Tuấn Ngọc. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Nhẹ vươn theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Tình như lá mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi. Người vui bên ấy xót xa nơi này, thương hình dáng ai. Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai. Đời sương khói mơ hồ trong bóng tối, em đã xa rồi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời. Người yêu sâu, người yêu sâu ơi, khi mùa xuân về qua chốn nơi đây, hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu? Tìm đâu thấy nữa, khi mùa đông về theo cánh chim bay, là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc xa rời. Lại buồn sao em, khi anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi pha, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè sang, và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miện, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi xích lại thật gần bên anh, cho em nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha hè sang, và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miện, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi xích lại thật gần bên anh, cho em nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Thank you.
ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè sang, và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miện, để mùa đông đám cưới đôi Vừa rồi quý vị cũng đã được trải nghiệm một số những bài hát mà Hữu Duy đã mở lên cũng như là hát karaoke trên cả ba dòng loa ngày hôm nay. Thì ý kiến của quý vị như nào hãy để lại phần dưới comment. Còn riêng phần của Hữu Duy thì cũng như là tự mình hát cũng như là tự mình nghe nhạc thì sẽ có một số những cảm nhận sau đây. Đối với những bài nhạc của ca sĩ Xuân Hảo Rõ Lời thì đúng là BMB thương hiệu từ xưa đến giờ vẫn luôn có một cái chất gì đó để chúng ta có thể cảm nhận được cũng rất là hay, rõ lời, tách bạch cũng như tiếng bass khá là sâu. Còn đối với dòng loa BIK đồng hương, người đồng hương của BMB, nó có một chất nhạc có thể nói là rõ lời này và chép rất là sáng, chép sáng cũng như là những cái tiếng bass khá là mềm, bass mềm quý vị nhé. Và cuối cùng JBL. Dòng loa JBL thì nó có một cái đặc trưng, đó chính là dòng chép rất là sáng, lời rõ. Đó, chép sáng, lời rõ, bass khá ổn trong phân khúc. Thì đây là những đánh giá riêng cá nhân của Hữu Duy. Nhưng mà ba đôi loa ngày hôm nay thì chúng ta đã có thể tự mình đánh giá được là quý vị nên chọn đôi loa nào không ạ? JBL, BMB, thương hiệu lâu đời, chất tiếng ổn nhưng giá hơi cao. BIK, giá cực mềm, chất tiếng hay cũng như là hát karaoke tốt. Cuối cùng JBL, bên ngoài thiết kế đẹp cũng như là chất tiếng ổn, giá tạm ổn. Đó, đấy là những đánh giá riêng của Hữu Duy. Và ý kiến của quý vị như nào hãy comment giúp Hữu Duy ở phía dưới nhé. Hữu Duy sẽ nhắc lại giá của cả ba dòng loa ngày hôm nay. BMB 900SE hiện tại đã có mức giá bán tốt nhất trên trang Bảo Châu là 20.290.000 đồng. BIK 999X, một dòng loa Hữu Duy đánh giá rất cao trong video này, hiện tại đang có mức giá rất tốt 9.490.000 đồng. Cuối cùng JBL Passion 12 có mức giá là 14.784.000 đồng. Đó là mức giá của cả ba dòng loa ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ có một số cách mua hàng sau đây. Đầu tiên quý vị có thể đến trực tiếp 11 showroom của Bảo Châu Elec tham quan, mua sắm, trải nghiệm, từ đó là chốt đơn hàng cho mình. Cách thứ hai, quý vị có thể gọi vào hotline của Bảo Châu Elec là 1900 0255, hoặc có thể gọi đến hotline của Hữu Duy là 0866693631. Cách thứ ba, quý vị có thể truy cập vào website của Bảo Châu Elec là bảochauelec.com để tìm những sản phẩm mà mình mong muốn, từ đó click vào đặt hàng để có thể tiến hành đặt hàng trực tiếp ngay trên website. Bảo Châu Elec với thương hiệu 20 năm, quý vị mua hàng, quý vị sẽ được set up tại nhà cũng như là giao hàng miễn phí trong vòng bán kính 30 km tính từ cơ sở gần nhất. Và chúng tôi còn có chế độ hỗ trợ trả góp dành cho quý vị với mức lãi suất cực kỳ ưu đãi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu. Đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh của Bảo Châu Elec và nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất của chúng tôi quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!